khoảng 15 giờ chiều nay, người dân xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử đã phát hiện thi thể người đàn ông tại cống sông Sẩy thuộc thôn La Tiến. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1985, người thôn Trà Dương, xã Tống Chân, huyện Phù Cử. Ngay sau khi có thông tin trình báo của người dân, Công an xã Nguyên Hòa phối hợp cùng Công an huyện Phù Cử lập tức có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân dẫn đến tử vong vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.